Và chúng ta cái sợi nấm của nó lây lan trực tiếp hoặc là do cái hạt nấm di chuyển nhờ cái dòng nước hoặc là do bà con dùng rơm rạ cây cỏ khô phủ đất nhưng chứa cái mầm bệnh đó bà con. Vâng, mến chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video tiếp theo. Hôm nay quý bà con ra vườn ha, vào mùa mưa rồi, rất là nhiều quý bà con hỏi câu hỏi cũng khá là hay. Hôm nay mình xin trả lời tất cả quý bà con 6 cái bệnh thường gặp ở trên cây sầu riêng. Vâng, chúng ta nói đến sầu riêng là vua của các loại trái cây khi so về hương vị cũng như là cái giá trị mà mang lại đúng không bà con? Sầu riêng không phải là cái loại cây dễ chăm sóc cho người mới trồng, cho cái sự mà mẫn cảm cao với cái môi trường cũng như là dễ bị tổn thương, và cây sầu riêng bị khá nhiều các cái loại nấm tấn công. Và tiếp đây thì mình xin cũng nói đôi điều về cây sầu riêng cho các bà con cô bác anh chị các bạn biết được về 6 cái bệnh mà thường gặp ở trên cây sầu riêng và cách phòng trị chúng như thế nào. Ở trên màn hình thì bà con có thể nhìn thấy là cái vườn này là vừa có muscukin, vừa có thái và có ri sấu nữa. Thứ nhất là chúng ta nói đến cái vấn đề xì mủ, đây là một cái câu chuyện muôn thuở ha, xì mủ chảy nhựa. Cái nguyên nhân thực sự bộc phát của cái bệnh xì mủ á, là cái nguồn bệnh là Phytophthora đã có sẵn trong cái vườn do trồng cái cây sầu riêng trên cái nền đất cũ, đã trồng các cái loại ký sinh chủ như là Phytophthora, như là các cái loại cây như là chanh này, bưởi này, cao su và cả hồ tiêu và cả cây dừa trước đây nữa. Thì nấm bệnh dễ dàng xâm nhập khi mà cái nhiệt độ thấp, độ ẩm cao và mưa nhiều, thậm chí gió nhiều, và cái mật độ trồng cây quá dày đặc á, không tỉa cành tạo tán cũng là một cái vấn đề nha bà con. Và cái vườn sầu riêng á, trồng thấp hơn so với các cái vườn khác, nước mưa chảy tràn lan từ cái vườn trên xuống cái vườn chúng ta và tích tụ cái mầm bệnh vào đất, và khi bị ngập trong nước thì sầu riêng rất là dễ bị bệnh hơn. Ngoài ra thì do bà con chúng ta không kiểm tra thường xuyên cái vườn cây trồng của chúng ta, không phát hiện kịp cái bệnh, không phát hiện kịp thời cái bệnh, khiến cho bệnh càng ngày càng trầm trọng và khó trị hơn, đặc biệt là trong cái nền đất của chúng ta. Bà con nhớ là vào vòng mùa mưa ha, bà con nhớ là cào cỏ ra và chúng ta quản lý cái ống nước cũng như cái lượng tưới tiêu cho nó phù hợp. Còn lại thì một số loại á, mà bà con hay gọi là xì mủ á, xì mủ khô, là nguyên nhân là không phải là do nấm mà là do cái mọt đục thân cành cái gây tổn thương cho cái phần vỏ và vết bệnh nó khô ráo và có lỗ nhỏ li ti trên vết bệnh. Để trị cái loại này thì bà con chúng ta cũng cần cạo bỏ cái phần ngoài và dùng cái thuốc mà có thể là chúng ta sử dụng thuốc diệt côn trùng cộng với thuốc trị nấm là siêu âu giáp để chúng ta quét vào cái vết bệnh đó. Và do gây hại vì côn trùng nên là chúng ta cũng có thể cập nhật ở một cái video khác, mình sẽ cập nhật ở một video khác. Và cái biểu hiện của bệnh xì mủ thì trên thân trên cành, thân cành của cây nó khô ráo nhưng có cái vết nứt hoặc là chảy nhựa thì bà con nên dùng cái dao cạo nhỏ bỏ cái phần phần mô mạch á, bị chết phía trên, và nếu mà thấy có cái màu nâu thâm đen hư hại á, thì đây chính là cái biểu hiện của bệnh xì mủ. Mà con thấy nhìn thấy thấy là ở trên vườn này cũng có cây khá là tốt, thì cũng có cái cây nó cũng đang trơ trọi do cái mầm móng bệnh. Trước đây là chủ vườn ở này trồng cây họ cây có múi, nó cây chanh đó bà con ha. Và trên lá thì bệnh tấn công cây sẽ khiến cho lá có những cái chấm đỏ màu nâu hoặc là sung nước và lan rộng nhanh, nếu cái điều kiện mà không khí có độ ẩm cao sau cùng thì sẽ trở thành những cái chấm tròn màu đen nâu và sũng nước, và ở cái rìa chuyển sang cái màu vàng nhạt và nhỏ. Còn nếu mà cây của chúng ta mà có trên quả thì trên quả là những cái đốm đen nhỏ, nó úng nước và lan rộng nhanh, nấm tạo thành những cái lớp màu trắng xám với nhiều cái bào tử trên bề mặt của quả và có thể lây lan trong gió trong mưa nha bà con nha. Và tất nhiên cái tác hại của nó rất là lớn, bệnh bắt đầu tấn công từ cái cuống lá cành non, làm cái phần mà phía trên nó héo nhanh và rũ xuống chết dần. Và khi tấn công vào quả thì bệnh sẽ hình thành cái vết thối và lan rộng và sâu, làm hỏng cái phần bên trong của quả của trái chúng ta. Và trên vỏ cây của chúng ta là khó phát hiện cái bệnh sớm, cho đến khi mà có cái hiện tượng chảy nhựa và vết loét. Nếu cái vết loét nhỏ và được phát hiện sớm thì cái việc phòng trừ sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Trên lá chúng ta có thể nhìn thấy những cái lá này,
lá vàng vàng, nó có những cái vết bệnh như vậy đó bà con. Nó lay rộng, lan rộng và nhiều cái vết lét nhập vào với nhau và hủy hoại cả cái vỏ cây, thậm chí trên lá cây của chúng ta cũng bị nữa. Việc phòng trừ là sẽ khó khăn và tốn kém khi mà cây đã bị bệnh nha bà con nha. Cây khó phục hồi và trở nên suy yếu, và thậm chí cây sầu riêng có thể chết nếu cây mà không có thể vận chuyển được nước và cái chất dinh dưỡng lên, lá nó sẽ bị vàng và bị rụng đi. Tất nhiên chúng ta phải có một cái giai đoạn phòng, đó là chúng ta tuyển chọn những cái giống sầu riêng khi chúng ta trồng còn nhỏ, thì chúng ta tuyển chọn những cái giống sầu riêng sạch và có khả năng chống chịu với cái bệnh mà Phytophthora. Như cái giống sống sầu riêng thật ra là đa số này, những cái cây mà thực sinh thì họ hay sử dụng cái cây lá quéo mà để làm ghép bo vô quý vị bà con, hoặc là những cái cây mà sầu riêng gốc mà gốc hạt đó ghép nhằm tăng khả năng chống bệnh cho cây sầu riêng. Và chúng ta đến cái cây giai đoạn này, chúng ta khi đã trồng rồi, chúng ta phát hiện bệnh hoặc là chúng ta phòng ngừa thì như thế nào? Chúng ta phun quanh cái tán cây với các cái hoạt chất có thể là mentaxi, mancozeb hay là các cái hoạt chất như đồng hoặc là kẽm nha bà con. Thì mình cũng khuyến khích bà con có cái chai mà siêu giáp mình hay quay trên kênh đó, bà con có thể sử dụng nó. Nó có một thành phần của nó là kẽm và có cả mancozeb, thế nên là cái tên nó là mancozin đó bà con. Và trên thân trên cành thì bà con nếu bị bệnh ấy, bà con dùng dao cạo bỏ hết những cái vết bệnh đi, rồi chúng ta quét thuốc vào, bôi thuốc vào. Và cái vườn trồng của chúng ta thì đảm bảo cái mật độ chúng ta cao so với cái mực nước là 70 đến 100 cm, kết hợp với hệ thống tưới tiêu và thoát nước tốt và hạn chế cái độ ẩm cao cho vườn, đặc biệt là vào mùa mưa. Và chúng ta trồng với cái mật độ vừa phải để vườn của chúng ta nó không bị um tùm và thông thoáng, chúng ta trồng cái độ rộng. Ví dụ như ở miền Tây chúng ta trồng có những vườn thì họ trồng là 7m rưỡi x 7m rưỡi hoặc là 8m x 8m, đó là cái khuyến khích của mình. Có những bà con mới trồng thì thấy cây nó thưa quá nên trồng 6m thì mình không khuyến khích, tại vì cây sầu riêng khi lớn lên đó nó sẽ xòe cái rộng ra, tán nó rộng ra. Nếu chúng ta trồng quá dày thì tạo cái điều kiện cho vết bệnh nó sinh sôi và tạo điều kiện thuận lợi cho cây sầu riêng chúng ta là nó bị nấm bệnh, nhưng cây nó không phát triển. Và sau khi mà nếu mà chúng ta tiêu diệt những cái bộ phận mà bị bệnh của cây á, thì bà con không nên vứt bỏ bừa bãi ha. Chúng ta bấm tỉa cành, chúng ta không nên vứt bỏ bừa bãi mà chúng ta cần nhanh chóng tiêu hủy triệt để, tránh cái mầm bệnh lây lan. Tuy nhiên cái việc mà dùng thuốc phun lên cái tán cây hay bôi trực tiếp có phần không hiệu quả, do nấm Phytophthora nó gây bệnh thường xuất hiện trong cái mùa mưa. Thuốc chúng ta phun hạt bôi sẽ nhanh chóng mất tác dụng, chưa kể là sầu riêng trưởng thành lại cao so với cái phun thuốc của chúng ta nó cao, chúng ta phải dùng cái máy áp lực cao chúng ta phun. Và thay vào đó thì bà con chúng ta có thể dùng phương pháp là có nhiều quá bà con là hay chích thuốc tiêm, mang tiêm vào cái thân, nhưng mà mình cũng không khuyến khích. Thực sự là nó tiêm cái thường thường là cái kháng sinh đó, nhưng mình không khuyến khích. Loại thuốc này thì đang một số bà con trồng cam hay sử dụng, trồng chanh sử dụng. Ngoài ra thì bà con cũng nên là giúp cho vườn chúng ta trở nên tươi xốp, cũng như là bổ sung thêm cái dinh dưỡng cho cây nó khỏe. Đặc biệt là cái mùa này thì bà con nên bổ sung thêm các hàm lượng vi lượng, và chúng ta bổ sung thêm humic, trichohumic ha, có trichoderma, để cho cây sầu riêng chúng ta có một cái lượng vi sinh, có thể là nó sẽ ổn định cái đất chúng ta. Vâng, nói tiếp theo cái vấn đề thứ hai, đó là vấn đề bệnh cháy lá và chết đọt thì cũng hay gặp thường xuyên, thì mình cũng hay quay cho bà con. Nhưng trong cái vườn này là ít cái tình trạng mà cháy lá và chết đọt, chúng ta có nhìn thấy rong rêu thôi, rong rêu trên cái thân trên cành đó, thì do là chúng ta lượng nước chúng ta tưới và cây nó cũng không có được tỉa kịp thời đó bà con. Nếu mà cái ống nước chúng ta nó gần quá thì chúng ta cây chúng ta rất là dễ bị rong rêu. Vâng, nói về cái vấn đề cháy lá, em cũng nói thêm là cái bệnh cháy lá là do con nấm là Rhizoctolona solani gây ra, và gây ra những cái gây hại cho cây sầu riêng con trong cái vườn ươm hạt cây đã lớn và cây mới trồng của những cái năm đầu. Phân cái bệnh nó gây hại trên cả cây lớn luôn. Bệnh xuất hiện và phát triển mạnh trong cái mùa mưa và xuất hiện ở những nơi mà nó lây lan rộng dần ra xung quanh, trong cái điều kiện độ ẩm cao, thiếu ánh sáng này, và chúng ta cái sợi nấm của nó lây lan trực tiếp hoặc là do cái hạt nấm di chuyển nhờ cái dòng nước, hoặc là do bà con dùng rơm rạ, cây cỏ khô phủ đất nhưng chứa cái mầm bệnh. Bà con cũng lưu ý cái vấn đề này nha. Và cái biểu hiện của cái bệnh này, sầu riêng nhỏ thì vào cái thời gian là những cái ngày mưa sang kẻ thì lá sầu riêng trong vườn bị cháy từ gốc lên,
và dính lại với nhau, và những cái cây mà bị bệnh nặng thường sẽ rụng hết lá và khiến cho cái cành cây trở nên trơ trụi. Còn cái cây trưởng thành thì bệnh lây lan dần từ cái lá già bên dưới lên trên và làm các cái lá như là bị phỏng nước sôi đó bà con, nó phỏng á, sau đó thì có vàng nâu và cuối cùng là chuyển sang cái màu trắng xám, và các cái lá thường dính lại với nhau, khi gỡ ra thấy có cái tơ màu vàng nâu kết dính các cái lá lại với nhau và thành từng chùm như cái tổ kiến á. Đôi khi có những cái hạch tròn tròn xung quanh màu nâu nhạt, khi bệnh mà nặng á, lá sẽ rụng, và nếu gặp mưa dầm, độ ẩm không khí cao và cái vết bệnh có cái màu đen và nhũn ra, bệnh thường phát sinh ở những cái cành nhiều lá ban đầu á, thì chỉ có những lá bệnh nhỏ, càng về sau thì bệnh sẽ làm cho cái cành và cái nhánh cây chúng ta bị nhỏ lại. Thực sự là cái tác hại của bệnh rất là lớn, bệnh làm cái khô chết lá này, chết ngọn này, thường trường hợp nghiêm trọng á là ở cái tán cây bị trụi lá và cây bị mất cái diệp lục và có thể không thể quang hợp được, và các cái đọt non của chúng ta không có thể sinh trưởng và ảnh hưởng trực tiếp đến khi mà cây ra hoa và cả kết trái, cho nên là trái nó hay bị sượng, các bạn hay hỏi á, thì vấn đề đó cũng là một vấn đề quan trọng. Đó là chúng ta phòng trừ bệnh như thế nào, chúng ta ngăn chặn lây lan cái nguồn bệnh từ bên ngoài vào trong cái vườn trồng của chúng ta, từ rơm rạ, cỏ khô, nguồn nước chảy, chúng ta phải chúng ta phải sát trùng từ đầu hết, thu dọn các cái lá rụng ở trong vườn mang đi tiêu hủy và dọn các cái cỏ dại thường xuyên để cái vườn luôn chúng ta thông thoáng vào cái mùa mưa nha bà con nha. Và chúng ta phun thuốc, đó là chúng ta phun cái hoạt chất mà mancozin trà siêu ô giáp, rồi còn phun thuốc khi mà thấy cây vừa chốn bệnh, chúng ta có thể cộng với sâu rầy để chúng ta phòng ngừa nha bà con nha. Và cái mật độ cây trong vườn thì chúng ta cũng vừa phải rồi, không được tưới quá nhiều nước vào mùa mưa, cái điều đó là điều đương nhiên. Và những cái dấu hiệu ban đầu của bệnh khá mờ nhạt, nên bà con chúng ta dễ nhầm lẫn với cái bệnh mà chứng thiếu dinh dưỡng hoặc là một số cái vết chích do côn trùng để lại, đến khi phát hiện thì bệnh đã trở nặng và khó chữa trị dứt điểm và khá là tốn kém. Vì vậy bà con chúng ta nên lưu tâm, chúng ta thăm vườn thường xuyên và đầu tiên là vào mùa mưa chúng ta nên phòng bệnh ha bà con nha. Ngoài ra chúng ta để cây đủ sức chống lại cái mầm bệnh thì bà con nên cung cấp cho cây đủ cái lượng chất dinh dưỡng, đặc biệt là trước mùa mưa, để cây sinh trưởng phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt là chúng ta cung cấp thằng phân hữu cơ vi sinh, cái gói mà Trichomix mình hay tưới trên vườn cho bà con coi đó. Tiếp theo cái bệnh nữa là một cái bệnh cũng khá là phổ biến cho cây sầu riêng nha bà con nha, khá là phổ biến luôn, đó là cái bệnh nấm hồng. Cái bệnh nấm hồng là một trong những cái bệnh mà cũng khá là nhức nhối. Biểu hiện và tác hại của bệnh là nấm thường tạo một cái lớp tơ lúc đầu có màu trắng đục, sau đó là chuyển sang màu hồng nhạt và phát triển xung quanh cái vỏ cây chúng ta, và nấm nó hút cái dinh dưỡng làm cho vỏ cành chỗ bị hại khô và rụng lá, cuối cùng thì cành chết khô. Và nấm bệnh thường xuất hiện ở trong các cái cành nhỏ mọc ngang ở nơi mà phân cành, ở những cái nơi phân cành. Và khi bệnh mới xâm nhập á, đầu tiên thì những cái sợi nấm màu trắng phát triển trên vỏ cây và sau đó thì hình thành cái lớp nấm dạng nấm hồng bao phủ bên ngoài vỏ cây. Ở bên dưới á, lớp phủ phấn này á, nó mô cái mô vỏ của cây á, bị thâm và thối, làm cho cái cây không thể vận chuyển nước và chất dinh dưỡng, dần dần sẽ khiến cái cành nó khô chết. Bệnh khi đã xâm nhập vào cây thì nếu gặp cái điều kiện thích hợp, nó sẽ làm cho cây lây lan và qua cái bào tử bay trong không khí, trong mưa và trong gió. Ở trong cái video này mình không thể tổng hợp được các cái hình ảnh mà các nấm bệnh được, thì ở trong vườn thì mình sẽ đi và mình nói chuyện với quý bà con. Tuy nhiên là không thể tạo nào tổng hợp được tất cả các hình ảnh, nên bà con cũng thông cảm. Hôm nào mình sẽ tách riêng ra từng phần mình sẽ nói với bà con ha. Còn đây là một cái mô phỏng chung ở trong vườn của chúng ta. Và chúng ta phòng ngừa bệnh nấm hồng như thế nào để chống cái mầm bệnh phát triển, thì bà con nên trồng cây với mật độ thưa. Cái điều này đều đương nhiên, mình cũng hay nói hoài, và tỉa cành định kỳ để vườn chúng ta được thông thoáng. Không những tỉa cành thông thoáng nó ngăn ngừa các bệnh khác, mà cả chung quy là tất cả các nấm bệnh đều phải tỉa vườn thông thoáng. Và những cái cành bệnh nặng và chết do bệnh thì chúng ta nhanh chóng cắt bỏ và tiêu hủy, tránh cái việc lây lan. Nên cái vết cắt cần được vết vôi thuốc hoặc là chúng ta phun bằng siêu ô giáp để tránh cái việc mầm bệnh xâm nhập, và ngăn ngừa các cái loại thuốc thì chúng ta xịt luôn bằng siêu ô giáp. Thế nên rất là nhiều bạn mới hỏi là siêu ô giáp này nó có chức năng hay vậy. Nó là có cái hoạt chất của nó là mancozit, và nó có thành phần đó là kẽm nha bà con nha. Nó có thể, chúng ta có thể quét thuốc lên cái mầm bệnh và khi mà bệnh xuất hiện. Ngoài ra thì bà con nên kết hợp với việc cung cấp các cái dinh dưỡng vào đầu mùa mưa cho cây, nó thông qua cái việc bón phân để cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt, khả năng có thể chống chọi lại với mầm bệnh trong những cái điều kiện bất lợi mà bà con có thể, đặc biệt là sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, đó là Trichomix có Trichoderma. Và
Ngoài ra thì ở cái vườn này không có trái, nhưng mà mình nói luôn cái biểu hiện mà nấm nấm trái á, biểu hiện của việc này á, là cũng do con nấm Phytophthora gây ra thôi. Và cái bệnh hại ở tất cả các giai đoạn phát triển của trái, đặc biệt là vào mùa mưa, vào những cái ngày trời lạnh và có độ ẩm độ cao, và thể hiện ở những cái sợi nấm màu trắng nó bao phủ các cái vết bệnh như cái mạng nhện á, bệnh nặng á, thì thối cả quả và lây lan sang các cái quả khác, các trái khác. Tuy nhiên rằng nếu mà trong cái giai đoạn mà trái nó ra trái rồi mà chúng ta không quản lý bệnh thì cái giai đoạn này giai đoạn quyết định tất cả mọi thứ rồi bà con ha, mà chúng ta không quan tâm thì cái điều đấy là cũng hơi bị thiệt thòi. Và khi mà nấm bệnh tấn công sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cái nấm gây hại khác nó xâm nhập vào và trái thông qua những cái vết đục. Mà bệnh nấm trái không chỉ tấn công trên cái trái mà nó còn tấn công trên cả thân và cành cho cây chúng ta, nó phải nó đổi nó bị đổi màu luôn khi bị nhiễm bệnh, từ màu xanh qua màu vàng luôn đó, và với bệnh dần dần chuyển sang cái màu nâu đỏ và thẫm, cái vỏ thân nó nứt ra, nó chảy nhựa vàng và ảnh hưởng đến mạch dẫn của cây và làm lá cây nó vàng úa rồi rụng dần. Bệnh thường xuất hiện từ phần đầu, từ phần 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 đúng ra phần đít trái ở dưới trái đó, và nó ban đầu nó chỉ là một cái chấm nhỏ và sau đó nó nhanh chóng lan rộng lên cuống và thịt trái, khiến cho trái chúng ta bị hỏng và có cái mùi hôi thối và thậm chí là sượng trái. Và chúng ta phòng bệnh thì chúng ta phải vệ sinh rửa vườn, tạo điều kiện thông thoáng cho vườn, cắt tỉa bớt cái trái đợt cuối, bà con nên tiến hành bao trái lại hoặc là chúng ta phải phun phun thuốc, phun đằng sau rầy nữa nha bà con nha, cộng kết hợp với siêu giáp. Nếu phát hiện mà vườn chúng ta mà bị bệnh á, cần nhanh chóng loại bỏ những cái trái hư hỏng ra khỏi vườn và tiêu hủy. Và khi bị bệnh thì chúng ta có thể phun cái hoạt chất đó là trà siêu giáp, nó rất là đa năng. Ngoài ra thì bà con nên bón phân cân đối, thì cái điều đó đương nhiên ở ở trước cái giai đoạn mùa mưa, và đặc biệt là mùa mưa thì bà con không nên bón các loại phân bón mà rải, các loại phân bón mà phân hụt, đặc biệt là phân gà, thì em không khuyến khích bà con rải cái phân gà vào mùa mưa, tại vì nó giữ nước, nó tạo ẩm độ cao. Còn cái bệnh tiếp theo, bệnh thứ năm đó là cái bệnh đốm lá, thì bệnh biểu hiện cái tác hại cây sầu riêng là do con nấm mà phô Phomosi gây ra. Cây sầu riêng có thể biểu hiện là cái đốm giữa nó to và lá nó to bằng cái hạt đổ đó bà con, nó màu vàng và cây nó chậm phát triển. Khi bị tấn công, lá của cây nó có xu hướng là rụng sớm và ảnh hưởng đến cái quá trình quang hợp tất nhiên là của cây rồi. Và bệnh thường nghiêm trọng hơn khi cây sầu riêng nó còn nhỏ, còn cây lớn thì cái độ kháng thể nó cao rồi. Cây lúc mà mới trồng cả 1 năm nó hay bị bệnh đó. Cái dấu hiệu đầu tiên khi mà nấm bệnh tấn công là những cái đốm nhỏ có màu vàng, và bắt đầu nó làm cho lá chúng ta hoại tử, lăn dần và tăng kích thước khiến cho cây rụng lá. Chúng ta phòng trừ bệnh thì chúng ta theo dõi là điều đương nhiên rồi. Và chúng ta khi mà cây xuất hiện thì bà con nên dùng các cái hoạt chất như là mancozeb hoặc là mancozin trà siêu giáp để chúng ta phun. Còn nếu là trên lá chúng ta phun khoảng là 5 đến 7 ngày chúng ta điều trị cho bệnh, còn nếu chúng ta phòng thì khoảng 15 ngày đến 20 ngày, và chúng ta bón phân đầy đủ là cái điều đương nhiên ở trước cái giai đoạn đó. Còn bệnh vàng lá, cái bệnh vàng lá thì thường thường á, có nhiều kiểu vàng lá, nhưng bệnh biểu hiện cái vàng nó lá nó toàn hết luôn á, là cũng do con nấm là Phytophthora và Fusarium gây ra. Và khi bệnh tấn công á, thì lá bắt đầu ngã vàng và sau đó rụng dần, ảnh hưởng đến cái khả năng quang hợp của cây. Và ban đầu thì bệnh tấn công vào rễ cây đó, tiếng trùng rễ, rễ cây làm cho các rễ non bị thối và có màu đen và rễ chết dần, khiến cho cây không hút được cái dinh dưỡng và chậm phát triển. Và sau đó thì dần lan dần tới cái phần thân cây phía trên, khiến cho chảy nhựa cây và lá cây sẽ dần ngã màu vàng. Và chúng ta phòng ngừa bệnh thì cái lúc cái bệnh này là vào mùa mưa, nếu độ pH trong chúng ta trồng quá thấp á, thì chúng ta cần có thể đi tinh vôi hoặc là chúng ta tưới thằng siêu con si bo, và chúng ta hỗ trợ thêm các cái phân mà bón gốc, thí dụ như là phân bón tưới á, đặc biệt là trichohumic và humic hoa kỳ, để tăng cái hàm lượng vi lượng, và chúng ta thường xuyên vệ sinh cái vườn của mình nha bà con, thoát nước tốt nha. Và khi vườn phát bệnh thì tất nhiên là chúng ta cũng phải can thiệp vào, có thêm thằng thằng sống diệt tiến trùng cộng với thằng siêu áo giáp, hai thằng cộng chung tưới gốc. Còn thằng siêu áo giáp chúng ta tưới trên thân, trên lá và trên cành. Chúng ta hàng năm trước khi vào mùa mưa thì chúng ta cũng nên đi phân bón và chúng ta bổ sung thêm cái nấm đối kháng, đó là trichohumic có trichoderma trong có trichohumic, để cho cái cây chúng ta ngăn ngừa cái vết bệnh xâm nhập vào cái vườn và nó không tấn công. Tất nhiên là để chăm sóc cây sầu riêng, ngoài những cái biện pháp phòng ngừa cụ thể thì các cái biện pháp thường gặp thì bà con nên chú ý những cái giải pháp sau đây. Thứ nhất là chúng ta mặc độ cây sầu riêng chúng ta trồng trong vườn phải phù hợp với cái khoảng cách ha, ví dụ như là trung bình 7,5 m đến 8 m, hoặc là 8 m nhân 8 m, hoặc ở vùng miền đông thì có 8 m 10 m, hoặc là 8 m 12 m một cây, tùy theo, có thể là 100
20 cây trên 1 hecta ở miền Đông, còn ở miền Tây thì hơi sát hơn tại đất bà con hơi ít đó. Và ngoài ra thì để tránh cái lãng phí diện tích đất trồng thì khi cây sầu riêng còn nhỏ thì bà con có thể trồng sen, một số loại cây trồng khác như cây họ đậu hoặc là cây rau màu, đặc biệt là dưới vùng đất chúng ta có thể trồng cây cỏ rau trai. Không nên trồng các cây cây họ có muối nha bà con nha. Tắc cũng là mấy cây không có nên khuyến khích trồng, và bà con chúng ta là nên thường xuyên kiểm tra vườn để chúng ta vệ sinh thông thoáng, đảm bảo thoát nước, đảm bảo cái lượng nước tưới nó phù hợp cho cây sầu riêng chúng ta, không để tình trạng ngập úng. Vâng, một cái video chia sẻ nhỏ nhỏ với những cái thông tin thì hy vọng là bà con sẽ có những cái biện pháp thích hợp để phòng ngừa và trị bệnh trong cái vườn sầu riêng của mình. Mến chúc tất cả bà con sức khỏe và bình an trong cuộc sống ha. Hôm nay em nói cái video này cũng khá là dài và khá là nhanh, nhưng tuy nhiên cũng cố gói gọn để bà con không có bị chán ở một cái video mà gần 20 phút. Rồi, bye bye bà con và chúc bà con thành công trong vườn của mình. Cần thiết gì bà con có thể gọi vào số tổng đài ở trên màn hình. Tại vì có những cái hành trình mà mình đi thì bà con có thể gọi vào số tổng đài để anh em có thể ghé thăm vườn của bà con để tiện mà tư vấn và hỗ trợ cho bà con một cách tốt nhất nha bà con nha, hoàn toàn miễn phí, không có bán phân thuốc gì đâu bà con. Mình sẽ hướng dẫn cho bà con sử dụng các loại phân bón gì cũng như là hoạt chất gì cho vườn của mình. Bye bye bà con và chúc bà con sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Nhớ like và subscribe, chia sẻ kênh.